rau củ ở đây bán rất là rẻ luôn mọi người. Ba chở chị đi học hả cô chú? Ngày mai mở được không? Dạ. Mà lạnh lắm luôn kìa. Ngoài đường đóng đá tuyết luôn rồi cô chú ơi. Bye chị. Come on, babe. Bye. Come on, let's go. Hey Dave, how are you? You alright? Good. Say hello. We'll come round and see you soon, alright? Alright. Come on, babe. Come on, sweetheart. Come on. Xin mời ông bà cô chú ăn tối quá cơ. Là coi đi. Tối nay Kim chỉ làm khoai tây hả cô chú anh chị? Khoai tây với gà viên với lại tôm lăn bột hả cô chú anh chị? Cái này là mình mua sẵn siêu thị đó. Người ta làm sẵn rồi mọi người, mình chỉ bỏ vô lò nướng là mình ăn thôi. Có cái bánh này gọi là dumpling mà không biết tiếng Việt là cái gì, mà ăn giống như bánh mì vậy đó cô chú anh chị. Có một ly sữa cho em Chi nữa nè. Chào cô chú anh chị ha. Buổi sáng nay trời giống như là có sương mù đó mọi người. Hôm nay ba Chi ở nhà nhưng mà ba Chi sáng ra có cuộc họp sớm rồi cô chú anh chị. Hai mẹ con tự đi nè mọi người.
Đây là chợ phiên hả cô chú anh chị, một tuần chỉ có 2 ngày thôi mọi người. Nhưng mà bây giờ đợt lễ nữa nè, Giáng sinh thì Kim không biết là có tăng cường thêm ngày nào nữa không ha. Thì chợ này lúc trước Kim cũng ít đi lắm, do là người ta cũng bán ít đồ đó mọi người, giống như trong một cái thị trấn nhỏ đó. Hôm nay Kim đi thử có bán cái gì không hả mọi người. Ở đây người ta có bán có những cái cây thông nhỏ nhỏ nè cô chú, là những cái vòng mà để treo ở trước cửa nhà đó. Nhưng cái này là người ta làm bằng lá cây thật đó mọi người. Kim thấy cũng rẻ nè. Ở đây một cái thì chỉ có 8 đồng thôi, nhưng mà những cái lá này nó chỉ đau lắm cô chú anh chị. Hai cái thì 15 đồng, nhưng có cái 5 đồng nữa. Đây là cái sạp cá, cái cô này lần nào Kim đi cũng thấy cô bán sạp cá hả mọi người. Ở bên đây cũng có nữa nè. Ở bên đây thì 6 đồng một cái. Cái này Kim toàn là những loại lá tươi thôi hả cô chú anh chị, lá cây thật không đó, hoa thật luôn nè mọi người. Ở bên đây cũng có rất là đẹp luôn, 9 đồng. Cái này thì mình có thể để đèn cày trong chính giữa ha cô chú anh chị. Có trái cây nè, những cái loại giống như cây thông đó, rồi có hoa nữa. Đây có bán nhiều loại trái cây này cô chú anh chị, rau củ. Ở đây bán rất là rẻ luôn mọi người. Đây là cửa hàng đồ cũ nè mọi người. Tất cả những quần áo, giày dép, giỏ sách ở đây, hoặc là những cái đồ trong nhà chỉ có 1 đồng thôi cô chú anh chị. Lúc trước Kim có đi rồi, nhưng mà thường Kim đi thì Kim không có mua quần áo mọi người, tại cái size mình không mặc được á. Hôm nay Kim sẽ vào đây xem có cái gì mình mua được không hả cô chú anh chị. Trong này Kim không có mua được gì hết cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ đi vô trong đây tiếp. Ở trong cái thị trấn này nè mọi người, có rất là nhiều cửa hàng bán đồ cũ luôn cô chú anh chị. Hôm nay mình chỉ đi ngắm thôi hả mọi người. Ở đây thêm một cái cửa hàng này. Ở đây thì cái cửa hàng này lớn hơn, có bán đồ trang trí nội thất nữa cô chú anh chị. Nhưng mà cái cửa hàng này thì có giá hơi đắt hơn, tại vì đồ cũng đẹp hơn đó mọi người. Những cái đồ trang trí nội thất này nè rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Sofa và tủ. Ui, chỗ này cái này đẹp quá chừng luôn. Cái này cái này có 20 đồng à, có 20 bảng Anh nè cô chú anh chị. Cái này để ngay chỗ cái gì? Cái lò sưởi á, cái lò sưởi. Đẹp quá, nhưng mà cái này gỗ nhìn bóng đẹp, màu đẹp. Bây giờ người ta giống như là hiện đại đó mọi người. Người ta xài những cái mà màu trắng trắng với lại những cái kiểu dáng mới không à. Còn những kiểu dáng mà cổ cổ như vậy đó, phải cho những cái người nào mà có cái gu mặn mặn giống như Tony á thì mới xài được cô chú anh chị. Thì cái nhà ở nhà của Kim là cái gu đồ ở trong nhà là giống như đồ xưa xưa, cái màu trầm trầm không à, chứ không có cái màu sáng sáng giống như nhiều cái ngôi nhà hiện đại như bây giờ cô chú anh chị. Ở đây Kim thấy người ta cũng có bán đồ trang trí Giáng sinh hết mọi người. Những cái giỏ mà để đựng quà này nè, người ta cũng bán luôn nè cô chú anh chị. Cũng đem đến đây tặng luôn nè. Nhiều lắm. Giỏ đựng chai rượu hoặc là đựng quà gì đó. Đây là thiệp nè mọi người. Thiệp này nhiều khi người ta mua xong mà không xài, nó cũng bán luôn cô chú anh chị. Cái áo này là mới luôn nè, còn mặc luôn nè cô chú anh chị, bây giờ người ta bán 6 đồng thôi mọi người. Cái áo này là bán 10 đồng cô chú anh chị. Nhưng mà Kim không có mua cái đồ cũ, quần áo cũ Kim không có mua, mua về bị Tony la, Tony không có cho Kim mua cái quần áo cũ. Nhưng mà cũng không ít có khi nào mà có size của mình lắm cô chú anh chị, toàn là những size lớn không à. Cái nào mà có size của mình cũng nhiều khi nó không có đẹp cô chú anh chị. Đây nè, cái size S của Kim nè. Nè, nhìn thấy ghê không? Ai mà dám mặc được cái này. Những cái này là người ta bán luôn đó cô chú anh chị, những cái đựng đồ này nè. Kim thích những cái đồ đan lát này nè. Nhưng mà nó đi xe bus mà rinh gì nó còng kềnh quá cô chú ơi.
đây Tina. Xin chào cô bác cô chú. Con đi học về bài. Con nhìn đi đây chứ. Rồi mở cửa xe ra xe ba đây nè. Mạnh lên. Mạnh lên. Không được mày mở cho. Chào bà cô chú. Xin chào cô bác cô chú. Con đi học về bài. Bữa nay chị học gì chứ có gì cho mẹ đâu. Chị có gì một sắp luôn nè cô chú anh chị. This, I made this for you and me. Nào lên mà coi. This what I've made. Em nên make it for you. Yeah, I knew. Oh, thank you. That's a look like the rainbow, isn't it? Yeah. Oh, that's I like it. And this. You see how this as well. Oh. One second. And. Oh, this yellow. You can't see. What's in there? This is more. Everyone said this is a cup. Oh, that's nice. That's like a Christmas cup. Yeah, it is. Yeah. Everyone said this is a remote. Remote control. Oh, yeah. Thank you very everyone much, said Evelyn. This is a flower. Oh, that's nice. Lovely flower. One more. I don't know what this is. That's what I've made for you and me. Yeah, that's lovely. And I made a flower for you. It says, more cute, star kiss kiss love heart, love him. Okay, đây. And it has a flower. Chị giải cái bông cho mẹ nè, cô chú anh chị. And this is a Christmas tree. It says, love him. Đây, cây thông Noel. There's something in here. This is a giant enormous one. Cái gì trong đó? Của ai đó? Của ai? I made it for you. Ủa bên đâu chỉ có cái này? I found it somewhere. Okay. Rồi dễ trong bao thư đồ nữa cô chú anh chị. Ở trường có đủ hết trơn nè. Another Christmas tree with two love hearts. Cây thông Noel với lại hai trái tim hả cô chú anh chị? Cảm ơn chị nha. And the same one of this. Chi mà chuyển cái ghế đó qua bên kia cho Chi rồi đó. Bây giờ Chi có nhiều chỗ để chơi nè, thấy không? Uh-huh. I moved the chair for you so you have more space now. See? Chi mới đi học về là ngồi vẽ nữa đây kìa cô chú anh chị. Lúc nãy đi dưới chợ Kim có mua được tôm hả cô chú anh chị? Xong rồi về Kim rửa nhanh lên. Kim rửa gấp xong rồi Kim cắt cái đầu tôm nè mọi người. Xong rồi để Kim đi đón Chi đó. Bây giờ Kim sẽ sơ chế tiếp cô chú anh chị. Tối nay thì nhà Kim sẽ ăn tôm ha. Cái áo, cái tay áo nó dài quá chừng nè. Kim phải cột lên một chút xíu.
Bữa tối của Kim với Chi đã xong rồi, cô chú anh chị mời mọi người nha. Này của em Chi nè. Đây là của Kim hả cô chú anh chị. Xin mời ông ba cô chú cùng ăn tới. Chị thích tôm lắm luôn đúng không? Hả? Ừ. Cái này là có nước tương cho Chi nè, nước mắm cho mẹ nè. Soy sauce, fish sauce. Ngon không? Tôm ngọt lắm đúng không? Lột bằng nước dừa.